Những giọt nước mắt trùng phùng, đầy xúc động của hai con người sau chiến tranh. Cô bộ đội trong ảnh tên là Bùi Thị Mùi, năm nay đã 58 tuổi, quê ở xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Còn cô bé năm xưa tên là Hoàng Thị Thu Hiền, 40 tuổi, hiện đang là cán bộ của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, Cao Bằng. Bức ảnh được chụp vào tháng 2 năm 1979, những ngày chiến tranh xảy ra ác liệt nhất. Bà Mùi khi đó là bộ đội, trên đường rút quân về tuyến sau đã gặp hai mẹ con chị Hiền. Khi đó, mẹ chị Hiền bị thương nặng, còn chị Hiền mới chỉ 3 tuổi. Bà Mùi đã bế chị Hiền vượt qua bom đạn kẻ thù, chăm lo săn sóc cho chị như một người mẹ trong vòng một ngày đêm. Hiện nay do tai nạn cây đổ vào người, cho nên hiện tại bà Mùi đã phải nằm liệt giường, không đi lại được. Và chúng tôi muốn kể thêm cho quý vị và các bạn câu chuyện về bức ảnh đặc biệt và câu chuyện về hai con người có duyên đặc biệt này. Bà Mùi kể lại với các phóng viên của Chào Buổi Tối rằng là vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 1979, khi đến đường mòn ở khu vực Bản Tấn, Hòa An, Cao Bằng, thì bà Mùi đã gặp một tốp 5 chiến sĩ đang loay hoay bên hai mẹ con bà Phiến và chị Hiền. Tức là chị Hiền là cô bé trong ảnh, lúc đó thì đang bị thương rất nặng. Thấy bà tới thì người chỉ huy đã đưa ngay cô bé chừng 2-3 tuổi đang ngất lịm và yêu cầu bà Mùi bế cô bé đi cùng cả với tốp đưa hai mẹ con về trạm phía sau. Và bà Mùi đã chăm sóc cho em bé suốt một ngày đêm. Bà thậm chí đã nhịn ăn, bóp vụn phần lương khô của mình để bón cho chị Hiền. Và sau khi vượt qua bom đạn kẻ thù an toàn thì bà đã trao em bé cho các y tá đang chờ sẵn để quay lên biên giới và tìm với đơn vị của mình. Và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường, người chụp ảnh, năm nay đã gần 80 tuổi kể lại rằng lúc đó thì ông được đơn vị cử đi vào trận địa. Bức ảnh cô bộ đội và em bé ra đời trong những ngày chiến tranh biên giới diễn ra khốc liệt nhất ở Cao Bằng. Và tấm hình này sau đó được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân với chú thích ngắn gọn là mẹ của em bé không phải. Mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24 tháng 2 năm 1979 và đây là cô bộ đội đã cứu em.